xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Mini World. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Mọi người chào mọi người. Đấy, thì ngày hôm nay không quay được góc nhìn thế, đâm ra là mình phải chào theo kiểu này các bạn. Đây, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game có tên là Đại Chiến Anh Hùng. Đấy, ở đây thì có tổng cộng là mấy hệ? 1, 2, 3, 4, 4 hệ. Đấy, đấu sĩ này, tầm xa này, sát thủ này và phép thuật. Đấy, mọi người có thể tùy chọn. Đó, chọn đi xong rồi chiến đấu là mình với thanh niên vanh một team sao ấy. Rồi, thanh niên đấu sĩ mình. Ui, đấu sĩ nhiều hệ này. Ui, đây có Hoàng Long này. Rồi, mình thì chọn Hoàng Long nè. Ui, rồng. Hey, chết luôn các bạn ơi. Tầm này thì team nào giành được ui, cái này được cái gì đây? Ui, hóa thành con gì đấy? Ô, hóa thành rồng các bạn ơi. Team nào giành được gọi là 50 điểm trước là team chiến thắng các bạn nha. Ui, cái này có cái ui, cái anh hùng Hoàng Long này ghê quá các bạn ơi, chạy rất là nhanh luôn. Thiên nhiên củ chuối chạy với chúng tôi. Đâu, mình thử chọn cái khác nào. Ở đây có các nhiều nhân vật lắm. Kẻ đào vàng. Ồ, thử xem kẻ đào vàng là cái gì đây. Thật đánh mãi không chết mấy thanh niên đều khỏe thế. Cái này là cái gì đây? Tăng tốc độ này. Ui, hầu như là đấu sĩ toàn tăng tốc độ chạy xong rồi. Ui sao Zeno sao núp đánh khỏe đấy, một cái đi còn 77 máu này chạy. Ui thôi xong rồi. Kẻ đào vàng hình như là bắn trúng một cái. Ui đánh khỏe đấy. Ui kẻ đào vàng ghê lắm. Ui cái này là không cái gì đấy? Đâu, Vanh vừa bắn xạ thủ bắn trúng Zeno một phát đấy. Đâu, trời ơi, hay là kẻ đào vàng cho mình nhiều tiền hơn nhỉ? Cho nhiều tiền thôi. Ui, xin thật sự bạn. Ui Vanh được 10 tiền rồi. Ấy thế nhiên là biến thành ô tô kìa. Láo này. Ý xeo biến thành ô tô rồi. Cái này khó quá, cái kẻ đào vàng này. Sao thanh niên đều qua vào được không mày? Thanh niên đi ra lấy hết vàng của Vanh. Láo này, đã bảo rồi, cái kỹ năng của kẻ đào vàng ấy mạnh lắm. Trời đất ơi, ui, được 31 tiền rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, còn rất là nhiều nhân vật đang chào đón mình. Sao lại đổi góc nhìn rồi? Thanh niên nào cứ dùng mà mình bị đổi góc nhìn ké. Team mình kia đâu hết rồi. Chúng ta đang có 31 tiền. Phép thật luôn này. Tận 35 mở, 32 mở coi mới mua được đồ à? Chết rồi. Trả lời. Ừ sao? Nghe nói là khỏe lắm. Run. Quay. Khỏe. Chạy thôi. Con này được cái chạy rất là nhanh các bạn ơi. Thanh niên nào? Biến ô tô à? Anh biến thành bãi đầm lầy rồi. Biến đi chúng tôi à? Ơi, chạy nó lại chạy. Lại chạy làm gì được? Đúng kiểu khó chịu luôn. Đó, sao nào quay lại đây. Quay lại, ui dồi ôi. Thế gì nữa gì chịu ơi. Hồi máu. Ui, lúc ơi, Vanh lên trên này được 30 tiền luôn. Ui, trên đây có tiền à? Láo này. Trên này có tiền. Láo này, nghe nói à, các ông khỏe lắm với chúng tôi. Khỏe này. Trà luôn mấy gì. Ê, Vanh đâu rồi, đánh đi. Thôi, ô tô hút khúc. Vanh đang hút vào mông. Hết máu để Vanh thử xem trong này có bán máu không. Một bé này. Cái này mạnh quá, trời ơi. Nhưng mà bắn cái nó lâu. Đây nó biến thành cái gì rồi? Đây rồi. Láo này. Đi rồi. Hay à. Ui, tính ra được nhiều. Ê, đánh cứu với. Chạy. Ui, Vanh láo này. Thanh niên chạy nhanh thế. Thanh niên Zeno sắp đi bùi rồi. Cứu. Rồi. Pc biến thành cái gì kìa? Láo này. Ui, bắn cái gì đấy? Ở nhà mình sẽ biến đổi lại. Ui, thanh niên lửa đấy. Láo này. Ui, thanh niên né ghê quá. Mình sẽ đi mua đồ đấy các bạn ơi. Đấy, chúng ta sẽ tiêu diệt và được cái những cái coi ấy. Coi này sẽ giúp chúng ta mua trang bị. Ui, tăng giáp này. Ui, tăng giáp luôn à. Đi theo châu thế. Châu à? Châu đánh lửa. Trời ơi, chạy. Zeno quay. Quay đi. Nghe nút thành huyền thoại đấy, lâu chết rồi đấy. Cái con này đúng kiểu cấu rỉa luôn các bạn ơi. Khó này, bắn đi. Thế mà không trúng phát nào. Ui 13 máu. Ui chạy. Ui thôi xong rồi. 13 máu rồi. Nút chạy nhanh thế. Này. Phun máu. Lại phun máu rồi. Lại phun máu rồi. Mình đang có cái giáp con các bạn ạ. Con này của Vanh bay được này. Bay được à? Đâu. Mình sẽ con thử lên trên này lên. Lên trên này xem có đồ như thanh niên Vanh bảo. Vanh bay một phát lên trên luôn được à? Đâu. Con này bay một phát lên trên luôn. Ui, có cánh kìa. Ui trời. Ui, này bay lơ lửng như chim vậy. Cái thanh niên sao chết hết rồi. Lúc phải lên được trên đấy nhở? Chạy lên. Có cái cầu thang. Con này mạnh thật các bạn ơi. Cái con gọi là kẻ đào vàng này mạnh thật.
Nhưng mà chắc có lẽ là mình sẽ đổi nhân vật đây. Thôi mang một nhân vật. Úi dồi ôi, khỏe thế nhở. À, đúng kiểu châu bò. Đúng kiểu xịn luôn các bạn ơi. Chạy được. Úi dồi ôi. Nào, đâu, nhìn này bắn anh nhân vi sao. Úi dồi, bắn thế. À luôn. Úi dồi, lại bị đổi góc nhìn rồi thanh niên. Láo đấy. Ôi giời ơi. Khỏe khỏe đấy. Bắn một cái kẻ nào vàng ghê quá. Rồi. Chạy. Ui giời ơi, thanh niên. Nào chạy nhanh đấy. Chạy nhanh thật. Láo ui này. Trời ơi. Chạy đi nhở. Ui giời, chết rồi. Cuối cùng cũng chết rồi các bạn ơi. Lúc sẽ đổi cuối cùng nhân. Được chết à? Ờ. Được chết. Hai mà. Thánh kiếm trời thần thuần đấu sĩ à? Rồi ok, xem thánh kiếm nào. Ờ, cái này tăng gì đấy? Ui. À, đấu sĩ là thuộc tanker. Ui, cái này là cái gì đấy? Ê, sao ai lại đóng băng? Láo, làm sao? Cần hết, ai ạ? À, cần đi, thanh niên nào, bắn có chiêu dây. Bắn đẩy lui. Ai ạ? Ui, cái này đúng kiểu... Nó bị mắc đấy ạ? Ờ, nó, cái này nó bắn khó chịu lắm. Đóng băng luôn mà. À, súng băng của chúng tôi. Súng băng, ở đâu? Súng băng, có bị đóng băng. Có ai bị đóng băng. Láo này, ui, còn 95 máu, 300 máu mà, đây là thuần đấu sĩ mà, ui, hồi máu, có kỹ năng hồi máu luôn. Mình mà mua hết cả áo giáp, thà luôn, chắc là xịn lắm. Ui, luôn sao bắn mấy cái kỹ năng này mãi không trúng luôn. Khó, khó lắm, đuổi, tấn, tấn. Giải tay. Nào, này, ngon tới đây, thà luôn nhưng mà đấu sĩ. Này thì ngon tới đây này. Đây các bạn. Nào mình sẽ chọn hết những các nhân vật đấu sĩ đi. À, bên này là có gì đây? Người gai à? Ui giời ơi. À, người gai xem nào. Wow, cái xe khỏe thế. Còn nhân vật kẻ đao vàng này đúng kiểu OB luôn á. OB luôn á. Kẻ đao vàng thế mà. Ui, bắn đây. Xạ thủ, cung tên. Người gai thì chẳng có kỹ năng đi. Chạy. À, người gai cảm giác nó bị lởm ấy. Ui giời ơi. Ây à, thôi đi rồi. Thanh niên này khó chịu thật sự. Thôi mình chọn nhân vật khác đi. À, tiếp đến là cái gì đây? Hộ vệ biển cả. Ờ à, ok, thực ra nó... Ui, như nào đây? Ui, vì sao bị mắc đây luôn? Vì cái kỹ năng vì sao tạo ra luôn ạ? Hộ vệ biển cả tới đây. Làm sao? Giải cứu. Ui, nhưng mà kỹ năng liên tục nhưng mà hơi đảo, thật sự đánh không có đam luôn. Ây. Đâu rồi? À, luôn sẽ đọc bao nhiêu sức tấn công đấy? 30. Ui, 10 đam liên tục rồi. Tấn công. Đang lởm. Đánh không chết đâu bây giờ ạ. Trời ơi. Thật đi. Không chết với chúng tôi này. Không chết với chúng tôi này. Đâu, ngon tận đây. Xuống đây. Chiến luôn các bạn này. Quỷ này. Tận luôn. Không chết. Vứt cái này mãi không trúng nhỉ. Thanh niên nào? Đây. Thanh niên nào toàn vứt. Ui, hai hộ vệ theo. Bánh cái chết luôn ạ. À. Rồi bên này là có gì đây? Võ cổ truyền. Võ cổ truyền ạ. Ui, hung ảng cái gì? Kỵ sĩ gì đây? Ui. Trời ơi, kiếm quỷ lửa. Rồi ok. Chiến ơi. Ui, kỵ sĩ lửa bóng đêm ạ. À. Ui giời ơi. À luôn đâu sao nào. Tấn công. Ui, mấy thanh niên này đâu hết à? Mấy thanh niên quay mình ạ. Cái này có khả năng bay lên trời này. Con này cũng hơi lởm bạn ơi. Ui, nhưng mà có kỹ năng hồi máu ghê lắm. Sao? Hồi máu làm cho sao? Phong đấy. Làm sao? Đấu sĩ là thực dạng rất là trâu bò các bạn ạ. Làm sao? Ui giời ơi, làm sao? Ui, này lởm thật. Làm cái tính gì? Tính ra từ nãy giờ mình chưa được mạng nào luôn đấy. Ù, con người gai à? Con người gai với chúng tôi đâu ném mạng lắm. Thánh kiếm. À, thanh niên nó cầm súng kìa. Thánh kiếm. Xạ thủ à? Ai kết điệu banh gì? Tôi không bắn được này. Bắn mấy chúng tôi này. Đâu Zeno đến đây. Giải cứu theo. Bắn làm này. Ui, có khả năng hồi máu. Đấu sĩ rất là trâu các bạn ơi. Và tí nữa chắc là mình sẽ chuyển ra hệ khác đây. Mấy cái hệ này thì trâu bò bạn. Ui, cái này chơi sướng bạn. Bách phát bách trúng á. Tầm xa này có gì đấy. Bắn lên là hết rồi. Bách phát bách trúng. HP 200. Được nha. Ui, tầm xa có mỗi ấy thôi các bạn. Bách phát bách trúng này. À, đây. Cao bồi này à, cao bồi này xịn lắm à? Ừ, cao bồi. Cao bồi. Đẹp quá. Tuy nhiên trên tầm xa cũng rồi, nó là phù thủy đây. Ờ, phù thủy. Nào phù thủy mới súng. Đau thế. Ui, ừ đúng kiểu cao bồi xịn luôn ấy. Ui. Phù thủy. Bắn liên tục. À, thanh niên đi sao lên trên kia nhặt đấy kìa. Nhặt cái gì chết bây giờ? Yếu máu cực kỳ luôn. Chết bây giờ.
Thế nên chọn ui đúng kiểu xịn luôn ý. Tầm xa này là có cao bồi này, xịn này các bạn ơi. Ui wow. Tao chơi kẻ đào vàng đi, gỡ điểm nào. Kẻ đào vàng, kẻ đào vàng cũng xịn nhưng mà được cái là bắn mà xịt thì thôi cũng chịu thôi. Kẻ đào vàng gặp mấy thanh niên mà chạy nhanh á. Cái này khó chịu vậy. Ừ sao? Thế này khó chịu. Nạp đạn. Thanh niên ui thanh niên khó bắn ghê đấy. Khó chịu này, súng bắn liên tục mà. Liên hoàn bắn mà. Ghê lắm. Ôi ơi, ở đây chúng tôi ghê lắm. Ui. Rồi. Bây giờ cũng lấy súng bắn rồi kìa. Mình làm ca bồi video ạ. Tầm xa này có ca bồi xịn này. Ui, 27 rồi. Thôi chắc có lẽ mình tự xử. Hay ai giết đi. Trời ơi, còn đang hồi máu chứ. À đây, cái này có thanh niên này. Ở đây, đây có quân, quân gì đây? Quân phản loạn. Ờ ok, đấy mình có thể tự sát đây. Ăn cái gì? Rồi sang sát thủ xem có nhân vật nào xịn sò không. Đấy, chết rồi, bị kẹt rồi. Ui, ở đây có này, cái gì đây? Ninja sát thủ tầm xa. Ninja bóng đêm sát thủ. Ờ samurai. Ninja robot. Ờ cái này nhìn nó vẻ xịn sò lắm. Ai sao cứu. Nào. Ui, ninja sát thủ tầm xa tới đây. Ở bên châu đây. Ở châu. Sao đây nó bên châu đây? Con này bị châu phế thế. Ui, cái gì đây? À, tăng hình. Ơ, thanh niên video rồi. Ấy, sao tăng hình vẫn thấy? Vô lý vậy? Trời. Quay đi. Láo này. Ui giời ơi, con này tăng hình vẫn thấy à. Thế nào bây giờ mà phép thuật xem có con gì xịn không? Ở đây là ui, ở đây này này. Thông minh hơn người à? Một phát sư điều khiển cận chiến. Ui. Lúc này chơi shotgun đi, trúng một viên thôi chết luôn. Ui, thế cơ à? Đâu xem nào. À gì á? Ơ không chết à? Ơ sao pháp sư thanh niên này được bảo vệ. Pháp sư thì làm gì? Điều khiển từ xa. Áo này. Pháp sư đều lắm. À không, pháp sư chắc chắn phải có một cái điều gì đó nó xịn sò chứ. Làm sao? Úi giời ơi, ninja. Mình chúng tôi à, chọn ninja phải không? Ra đây. Làm sao? Ui, pháp sư này có khả năng hồi máu. Ninja sát thủ. Làm sao? Ui, cái con này mạnh ra man. Thanh niên Pixel vừa lấy dùng không biết dùng này. Ui, mạnh lắm Pixel ạ. À. Con thanh kiếm, cầm thanh kiếm xanh này. Pháp sư này. Đấy, Pixel tính con đấy thấy lởm thật sự. Không lởm đâu. Né. Ôi trời ơi, bắn tên này. Bắn tên này thì chết. Ui, con này là phải cận chiến. Ôi ấy, đứng vào một cái thôi là sử dụng cái kỹ năng thứ hai là gọi là thấm lắm luôn đấy. À, mình sẽ đi lại gần với thanh niên này đã. Kỹ năng ghê lắm các bạn ạ. Úi, thấy chưa? Con này khỏe nhờ chém một cái là đi luôn ạ. Ờ, ấy, ấy, chết luôn kỹ năng à. Làm sao? Yeah. À, mình chỉ đấy cái con này này ghê thật sự các bạn. Mỗi hệ nó sẽ mỗi kiểu như là anh hùng là sẽ có một cái nhân vật rất là xịn sò nhá. Đôi cánh huyền thoại à? Cái gì đây? Pháp sư gió à? Từ nhà mình xem là bên này có mấy pháp sư xịn sò này. Ác quỷ sa ngã. Nguyên tố à? Nguyên tố. Ui, nguyên tố nhiều kỹ năng này. Ui, team bên kia 35. À đâu? 21 điểm rồi, mình mới 35 thôi à? À, cái đi nhờ. Riêng ý, mấy cái con tầm gần ý mà gặp tầm xa là cũng khó chịu lắm. Trời ơi. Đây, tầm gần đây. Tầm gần shotgun này một viên. Mặt đẩy lui kìa. Đâu rồi. Cái này là vừa lấy thanh niên Zeno dùng đấy bạn, đúng kiểu khó chịu luôn. Đúng vào gần đấy. Đúng vào gần đấy. Đấy. Thanh niên không tay được đạn à? Đúng vào gần đấy. Đúng vào gần. Ôi thanh niên Pixel chưa chết à? Ôi. Buồn cười đấy nhở. Ấy, chết rồi, mình sắp chết rồi. Nó đến đây. Yếu chịu thật sự bạn ơi. Con này yếu lắm, con này bắn khó chịu nhưng yếu lắm, bắn được có 1-2 máu à. Đâu mình xem nào, cái đây à, shotgun à, thuần tầm xa này à. Shotgun là cái gì đây? Ô, Vanh vẫn cầm súng của cái con cũ này. Ui, à cái này là lùi lại các bạn. Rồi. Xem ra đây. Láo này. Con này có khả năng gọi là rút đuôi rất là hay đấy các bạn. Láo này. Ôi giời. One hit luôn, lên trên này lấy. Đó. Ê, lên đây mà chém. Lên đây. Come on baby. Thế nhiên chém ở dưới. Từ nha, mình sẽ lên trên này và chọn cái à lấy không? Nào, dùng chiêu á. Ui con này khỏe vãi. 600 máu. Con nào? À con đấy châu bò thôi. Rồi tăng chạy không nhanh. Khỏe này. Mà. Khỏe.
Đâu à? Khỏe nhưng mà bắn cái con này khó chịu thật. Cứ chạy quanh quanh ấy. Tuy nhiên mà chạy nhanh là thôi mình cũng bó giò luôn bạn. Chạy này. Ê, sao chưa tay đạn? Sao chưa tay đạn? Có 11 viên thôi à? Ừ, sọt gắt này mạnh mà. Nhưng mà lúc sẽ đi mua áo giáp các bạn ơi. Lúc phải đi mua áo giáp đã. Ôi, trang bị ẩn thân cơ nào. Tăng đạn, tăng giáp đi. Rồi, ok, tăng giáp rồi. Ui, nhưng mà bây giờ làm nào để hồi máu đây? Chết dở rồi. Dại rồi các bạn. À, phanh mua. Cái không? Cái không? Đúng rồi, phanh mua được binh lính này. Cái gì đấy? Nhân vừa mới mua xong rồi, chết queo luôn. Okay. Ở chỗ quân phản loạn này, mua lính. Mua lính để thả ra hộ mình á? Hộ giá mình á. Mua đi. Lúc mua rồi, đang mua đây. Lúc vừa mua cái kia xong chết luôn. À, vẫn còn sọt gắt này. Ui, hay. Ui, thì tí nữa nha, mình sẽ có cách các bạn ơi. Láo này. Một viên thôi. Nhưng cây mỗi lắm ấy. Đâu ạ? Ui, nếu mà vẫn còn cái súng tầm gần này, mình sẽ chọn tầm xa này mình. Đâu ạ? Anh chết đây ạ. Láo, ui ôi, bắn thế xin. Láo. Ta bắn kiểu khó chịu thật sự. Ôi trời ơi. Chạy. Thanh niên chạy đi qua cái này lanh. Rồi, mình còn 4 điểm nữa, chiến thắng rồi. Cố Láo, ui ôi, bắn không chết cả. Láo à? Này, xạ thủ đây. Đâu ạ? Láo này. Ui, bắn gì còn 10 máu vậy? Ờ, cái súng này mạnh mà. Đâu? Đâu, xem nào. Chuyện hồi ra con gì đây? Quỷ sa ngã. Con này bắn kiểu khó chịu này, khiến đi chậm sao này. Ui. Ây da. Một điểm nữa thôi, Vanh ơi. Một điểm nữa chiến thắng rồi. Ui giời. Đừng mơ. Ui sao. Kết liễu luôn. Trời ơi, kết liễu thanh niên dê nâu luôn đi chứ các bạn. Sợ cái gì. Rồi, đất ơi. Ok, thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Còn rất là nhiều cái anh hùng mình chưa chọn được các bạn nha. Thế nên là thôi để dịp khác đi. Đấy, ngày hôm nay là có rất là nhiều anh hùng VIP và mình đã chọn cho các bạn xem rồi. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên qua kênh của Pixel Zeno Vanh ấn đăng ký ủng hộ mọi người nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Và xin chào và gặp lại. Bye bye. Bye bye.